tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kẻ làm người chịu của tác giả nhà văn Hồ Biểu Chánh. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Tố Nga nói tới đó rồi nàng khóc nữa. Cẩm Vân bối rối chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy, nên nàng ngó chị cũng ứa nước mắt không biết sao mà nói. Cách một hồi lâu, Cẩm Vân nắm tay chị và hỏi nhỏ rằng: "Chị đã tư tình với thầy rồi hay sao?" Tố Nga thở ra và đáp rằng: "Chị gặp thầy nói chuyện với nhau, vì thầy thiệt đúng đắn lắm, chị dằn lòng không được. Chị hứa với thầy xin để chồng, thầy cũng hứa với chị thầy sẽ cưới chị. Bậy quá em ơi, làm sao bây giờ?" Chú thích: xin để chồng tức là xin ly dị chồng. Hết chú thích. Cẩm Vân ngồi suy nghĩ một hồi lâu, nàng nói rằng: "Đã biết anh hai ở quấy với chị lắm, mà chị làm như vậy thì cái quấy của chị còn bằng 10 cái quấy của ảnh. Chị xét lại coi, chứ chị ảnh quấy thì chị xin để phước ảnh đi, rồi sao chị muốn ưng chỗ khác thì chị ưng, không ai cười chê chị được. Chứ ảnh còn sợ sợ đó, ảnh với chị tới lui với nhau hoài, mà chị hứa làm vợ chồng với người khác thì chị quấy lắm. Dầu chị không có bụng tham giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa, xong thiên hạ họ thấy vậy, họ cũng nói vì chị tư tình với thầy trọng quý nên chị xin để chồng." Tố Nga nghe mấy lời phải của em nói thì nàng lấy làm đau đớn, hổ thẹn không biết dường nào. Nàng bèn nói lầm bầm trong miệng rằng: "Bây giờ xin để chồng thì mang tiếng xấu, còn trở lại với chồng thì hổ thầm hoài, biết liệu làm sao. Cái thân phận gì mà khổ quá như vậy, chết phước đi cho xong." Tố Nga nói tới đó thì chánh tâm xô cửa bét ra mà hỏi rằng: "Chị hai vợ em ngồi đó phải không? Chừng này mà còn chưa đi ngủ còn ngồi đó làm chi?" Cẩm Vân dây lại đáp rằng: "Nực quá nên hai chị em ngồi không mát." Tố Nga sợ em nghi nên lật đật lau nước mắt cho ráo, nàng vô phòng. Lúc hai nàng đứng dậy thì Tố Nga kề miệng nói nhỏ với Cẩm Vân rằng: "Chuyện đó em biết thì cũng để bụng, chứ đừng có nói với người khác nghe không, cũng giấu thằng ba nữa nghe." Cẩm Vân gật đầu rồi chị em dắt nhau vô ngủ. Mấy mẹ con bà Tổng Hiền ở hứng gió tới 3 bữa rồi mới quay về Sài Gòn. Tố Nga bị dướng một mối sầu riêng trong lòng nên biến nói biến cười, ăn rồi cứ nằm giàu giàu hoài, mà hễ thấy mặt Cẩm Vân thì có sắc thẹn thùa. Cách 4 năm trước chồng đánh chửi, tuy giận không thèm ở chung với chồng nữa, song vì sợ mang lỗi với vong hồn của cha nên nàng không nỡ dứt nghĩa can thường. Năm nay vì máu ghen sôi sùng sục làm cho nàng quên hết quấy phải, không kể hư nên, muốn đem một việc bậy mà đối lại với việc bậy của chồng cho đã nư giận. Chẳng dè chừng làm lỡ rồi mới giật mình, chừng nghe em dâu chỉ vẽ đường chánh nẻo tà mới hay rằng cái bậy mình làm đặng đối với chồng đó, nó chẳng hại chi đến chồng, mà nó lại làm ố mảnh gương trong, làm lem vừng tuyết trắng, là cái danh dự của đàn bà con gái. Biết liệu làm sao bây giờ? Tố Nga cứ nằm gác tay qua trán mà hỏi thầm câu ấy trong trí hoài. Bây giờ nếu bỏ chồng mà chịu cho trọng quý cưới, tuy là che miệng thế gian được, song mình mang lỗi với cha mà cũng hổ thầm về sự thất tiếp với Phùng Xuân. Còn nếu mình dứt tình của trọng quý phước đi rồi trở lại với chồng thì còn mặt mũi nào mà ăn một mâm nằm một giường với chồng nữa. Tố Nga bối rối lo liệu đến 5-7 bữa rồi nàng mới nhất định dứt tình trọng quý, không cho chàng gặp mặt nữa. Nàng gửi cho chàng một phong thơ mà tỏ tâm sự của nàng và xin chàng trọng dùm danh tiết cho nàng, đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa mà nhục nàng. Thơ gửi đi rồi nàng liền thưa với mẹ rằng nàng quyết định để chồng, đặng nàng khỏi buồn lòng nữa. Bà Tổng lấy làm mừng, bà nói rằng: "Giữ hôn, mấy năm nay ta biểu để phức đi cho rồi, cứ dục giặc hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi, lấy tiền đi mướn thầy Kiện nó làm đơn làm từ cho, làm riết đi." Tố Nga vâng lời đi mướn thầy Kiện làm đơn, gửi xin tòa lên án để chồng. Trọng quý được thơ Tố Nga thì chàng viết thư mà trả lời liền.
Trong thơ chàng nói rằng chàng thương mà lại trọng nàng lắm, vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy, nên nàng dạy thế nào thì chàng vâng theo lời ấy. Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi mà làm cho khổ tâm nàng. Nhưng mà chàng cho nàng biết rằng chàng quyết tình đứng sẵn một bên luôn luôn mà nâng đỡ nàng. Chàng nhất định nếu không kết tóc 100 năm được với nàng thì chàng không thèm cưới vợ nào hết. Tố Nga thấy lời nói khẳng khái mà đa tình thì nàng cảm động. Nhưng vì nàng đã tỉnh ngộ mà nàng lại quyết chí nữa, nên nàng dằn lòng làm lơ cho khỏi hổ thêm nữa. Tưởng sinh để chồng là việc dễ, nào dè vô đơn đã 3 tháng rồi mà chưa thấy tòa đòi hỏi chi hết. Một bữa nọ bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà. Hai chị em lấy đồ ra mà thêu. Cẩm Vân nói nhỏ với Tố Nga rằng: "Hôm qua ông thầy coi mạch cho em, ông nói em có thai được 3 tháng rồi chị hai à. Em mừng mà em cũng sợ quá." Tố Nga nhướng mắt ngó em rồi giọt lệ tràn trề. Cẩm Vân lấy làm lạ bèn hỏi rằng: "Sao chị buồn vậy chị hai? Chị nhất định như vậy thì phải rồi, sao còn buồn nữa?" "Chị cũng có thai được 3 tháng rồi, khốn hại lắm, quả báo của chị đó." Cẩm Vân chừng hững một hồi rồi hỏi nữa rằng: "Mà chị chắc là con của ai đó?" "Con của thầy Trọng Quý chứ còn ai." "Chết chưa? Vậy thì chị phải cho thầy Trọng Quý hay, đặng hễ tòa cho để rồi thì thầy phải cưới liền." "Cưới mà làm chi? Chị để chồng chưa được mà chị có ngén. Theo luật thì đứa nhỏ trong bụng đây là của thầy hai, việc như vậy đó mới là khổ chứ." "Anh hai anh hiểu, anh dễ chịu nhìn đâu mà chị lo. Thầy hai không nhìn thì càng xấu hổ cho chị hơn nữa." Cẩm Vân lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào mà khuyên giải chị. Tố Nga cứ ngồi mà khóc dầm, cho đến chừng thấy dạng mẹ về mới lau nước mắt, giả vui cho mẹ khỏi nghi. Nàng lại căn dặn Cẩm Vân đừng có nói cho Chánh Tâm biết sự chi hết. Thân phận của Tố Nga lúc này thiệt là khổ, nàng bối rối không biết tỏ với ai, cùng thế phải viết thơ nói thiệp với Trọng Quý. Trọng Quý trả lời rằng chàng lấy làm mừng mà có được một sợi dây nó buộc hai cái tình của chàng với nàng, tuy xa cách nhau mà không thể quên nhau được. Chàng lại nói rằng chàng trông đợi tòa lên án cho để rồi thì chàng cưới nàng liền. Cách ít ngày có trác tòa đòi Tố Nga hầu. Tố Nga mang cái bụng chữa đến tòa, gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng. Quan tòa hỏi Tố Nga vì cớ nào mà xin để chồng thì nàng đáp rằng chồng cờ bạc đĩ thỏa, nàng hết thương chồng rồi nên không thể nào ở với chồng được nữa. Quan tòa hỏi Phùng Xuân còn thương vợ hay không. Chẳng rõ bụng Phùng Xuân thương hay là không thương, nhưng mà lúc chàng nghe vợ xin để chàng lo sợ lắm. Chàng tính sẽ năn nỉ, mà lại có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ với vợ mà xin rút đơn. Chừng vào tòa, chàng thấy bụng vợ thè lè thì chàng không giận mà có sắc mừng. Chàng không thèm năn nỉ mà lại nói rằng: "Tao đố mày làm sao mà để tao cho được. Hồi trước thì tao còn lo, chứ bây giờ tao có lo nữa đâu." Chừng quan tòa hỏi tới chàng thì chàng lẩm bẩm chàng còn thương vợ lắm, vì vợ chàng lẫy nên xin để, chứ chàng chắc nó cũng thương chàng, bởi vì nếu không thương sao lại có thai nghén 4 tháng. Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy thì mồ hôi nhiễu giọt, nghẹn họng nghẹn hầu, không đối đáp được tiếng nào hết. Quan tòa hỏi sơ khuyên giải an ủi hai đàn rồi đuổi về. Tòa đòi hỏi 3-4 lần mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y như vậy hoài. Lần chót tòa đòi đặng phân xử, Chánh Tâm đi theo đặng coi tòa xử lẽ nào. Quan tòa đọc án nói rằng các cớ của Tố Nga trách chồng không có cớ trúng trong luật để bỏ, bởi vậy tòa bác đơn Tố Nga. Tố Nga bước ra cửa tòa, nàng tối tâm mày mặt muốn xỉu, nên níu cánh tay của Chánh Tâm vịn mà đi. Phùng Xuân bươn bả đi theo và nói rằng: "Tôi nói hay không? Hử? Tôi nói mình làm sao mà xin để được, mà mình bức tôi làm chi vậy mình? Bây giờ mình thấy tôi suy rồi mình phụ bạc chứ. Đạo vợ chồng đừng có ở như vậy không tốt. Nay mai gì đây có con, tính phân rẽ với nhau làm chi? Bữa nào mình đẻ thì biểu thằng ba nó đánh dây thép cho tôi, đặng tôi lên, nghe không?" Tố Nga không nói chi hết, cúi mặt châu mày, kéo Chánh Tâm đi riết ra lộ mà không lên xe. Tố Nga về nhà thuật việc tòa bác đơn lại cho mẹ nghe. Nàng nói và khóc rấm rứt. Nàng buồn tuổi là vì việc khác nữa, chứ không phải nội việc để chồng không được đó mà thôi. Nhưng mà bà Tổng với Chánh Tâm không rõ tâm sự của nàng, nên cứ phiền trách mắng nhiếc Phùng Xuân hoài. Tưởng làm như vậy giải bớt chút đỉnh mối sầu của nàng được. Cách vài ngày,
Phùng Xuân gửi lên một phong thơ mà nói với Tố Nga rằng đứa nhỏ ở trong bụng nàng đó giá đáng 50.000 đồng bạc. Chàng lại khuyên nàng chừng nào nó đẻ ra, nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh trái phép. Bởi vì nó là con của chàng, nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện, mà hễ chàng kiện thì nàng phải bị luật hình. Tố Nga buồn rầu mà nói không ra được. Bởi vậy nàng cùng trí cứ nằm khóc hoài, đành nhắm mắt đưa chân, phú cho trời đất định thế nào tùy ý. Qua đến đầu tháng 11, Cẩm Vân sanh được một đứa con trai. Hồi sớm mai thì kế chiều, Tố Nga cũng sanh được một đứa con trai nữa. Bà Tổng với Chánh Tâm thảy đều mừng rỡ. Cẩm Vân cũng đắc ý nên ngó chồng ôm con mà cười hoài. Duy chỉ có một mình Tố Nga nằm dầu dầu, lúc nào không có ai thì nàng dai mặt vô vách mà khóc. Mà hãy khóc một hồi rồi nàng lại ôm con mà hung. Chánh Tâm sửa soạn đi khai sinh cho con và hỏi Tố Nga khai sinh cho cháu luôn tên gì. Tố Nga châu mày ứa lụy mà đáp rằng: Quái, thứ đồ báo hại, em muốn khai sao đó chị không biết. Chánh Tâm nghĩ chàng gốc Việt Nam, vợ chàng gốc Khách, bởi vậy chàng đặt tên con chàng là Lý Chánh Hội. Còn con của Tố Nga vì cha nó là Lê Phùng Xuân nên đặt tên nó là Lê Phùng Sanh. Trong khai sanh chàng cũng khai Lê Phùng Xuân là cha đứa nhỏ. Vợ chồng Chánh Tâm có được một đứa con trai thì tưng tiêu như vàng như ngọc. Chánh Tâm cứ sẩn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài. Con ngủ thì chàng không nói lớn, con khóc thì chàng chạy rộn ràng. Mà vợ chồng mừng con bao nhiêu thì càng gian díu nhau, triều mến nhau bấy nhiêu. Tuy từ ngày Chánh Tâm cưới Cẩm Vân cho đến nay thì vợ chồng vui vẻ thơ thới trong lòng luôn, song bây giờ sự vui vẻ ấy nhờ có Chánh Hội mà nó gây thêm cái cảm tình. Bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng, càng khăng khít. Tới mùa góp lúa cực chẳng đã, Chánh Tâm phải lìa vợ con mà đi lắng thé. Xong lúc ra đi, chàng căn dặn mẹ với vợ ở nhà phải ráng mà săn sóc Chánh Hội. Chẳng hiểu Chánh Tâm đi góp lúa chuyến này bị chúng bạn hay là bị tá điền khinh khi chàng học dở thi rớt thế nào, mà chừng về nhà chàng đi ra châu mày, đi vô mặt sụ, quyết xin với mẹ cho đi Tây mà học ít năm. Chàng cứ nói rằng: Tôi đi Tây lấy cho được bằng tú tài cử nhân về đây cho quân đó nó biết mặt tôi, để nó khi dễ tôi quá. Bà Tổng cưng con nên dục dặc không chịu cho đi. Chánh Tâm cứ theo nói hoài. Chàng nói riết rồi bà cũng muốn cho con được họ kêu ông Tú, ông Cử, nên bà siêu lòng mới chịu cho chàng đi. Hành lý sắm xong rồi, gần tới ngày xuống tàu, Chánh Tâm bận bịu cứ bồng ẩm hôn hít con hoài. Cẩm Vân tuy không cản chồng, song chồng đi nàng không vui. Chánh Tâm thấy vợ như vậy chàng mới nói rằng: Em đừng có buồn, để qua đi học ít năm rồi qua về, không có sao đâu mà em sợ. Cẩm Vân ứa nước mắt đáp rằng: Không biết tại sao mà từ ngày anh tính đi Tây đến nay trong lòng em lo lắm. Lo giống gì? Em lo cho phận em. Em ở nhà có má với chị hai đó chi, có sao đâu mà lo. Anh không rõ, để em nói cho anh nghe. Hồi anh đi nói mà cưới em đó, trước khi em ưng thì em có vô chùa bà mà xin một lá sâm. Trong sâm nói tuổi của em ngày sau cực khổ lắm, phải bị chồng bỏ. Nay anh đi xa em sợ. Quái, sâm bói là việc tầm bậy, em tin làm chi? Vợ chồng ở với nhau ngần ấy năm rồi, em còn nghi bụng quá hay sao? Em đừng có buồn, để qua học ít năm, kẻo quân khốn nạn nó khi dễ qua quá. Chánh Tâm từ giả mẹ, chị và vợ con rồi xuống tàu đi Tây mà học. Chương 10: Mạng bạc đành cam. Lý Chánh Tâm tánh tình nóng nảy, vì tiếng thiên hạ khinh khi mà chàng phải bỏ nhà tốt xa mẹ già, phân rẽ con nhỏ vợ hiền đi Tây mà học. Chàng qua Tây rồi thì chàng cần cố, không thèm chơi bời chi hết, cứ lo học ngày học đêm, quyết chí học cho thành danh, đặng ngày sau trở về quê xưa họ hết khi dễ nữa. Chàng học mãn 3 năm thi đậu, lãnh được bằng tú tài lần thứ nhất. Bà Tổng hay tin, bà lấy làm mừng nên đánh dây thép khuyên chàng về. Chàng không chịu về, ráng ở mà học thêm một năm nữa thi đậu tú tài lần nhì. Chàng bèn đánh dây thép xin mẹ 10.000 quan đặng đi du lịch chơi cho biết xứ người rồi về. Bà Tổng mừng con được thành danh nên bà gửi tiền liền. Trong khoảng 4 năm Chánh Tâm ở bên Tây thì mẹ ở nhà mạnh khỏe, vợ con cũng bình thường. Cẩm Vân tuy thương nhớ chồng, song nàng nhờ có chút con ngày đêm mắt lo săn sóc nó nên nàng khuây lãng không buồn chi cho lắm. Chánh Hội lần lần rồi biết đi,
tối ngày lẩm đẩm đi cùng nhà, kêu má rân rân, đập đồ rỗn rỗn. Ở nhà việc nào cũng yên ổn, duy chỉ có việc của Tố Nga thì lộn xộn lắm mà thôi. Từ ngày nàng sanh Phùng sanh ra rồi thì Phùng Xuân lân la tới hoài, mà một là vì chàng Đặng Kiện, hai là vì chàng biết Phùng sanh không phải là con của chàng. Bởi vậy từ khi Chánh Tâm đi rồi thì chàng đứng mạnh mẽ nói chuyện cứng cỏi, chứ không phải lõn lẻn òn ỉ như trước nữa. Tố Nga lơ lãng hổ thẹn nên lánh mặt không chịu nói chuyện với chàng, mà chàng không giận vợ, không ghét con. Lần nào vô nhà thì cũng xông pha như thường, nhiều khi chàng lại bồng Phùng sanh mà giỡn nữa. Tố Nga thấy cử chỉ của chồng mình như vậy thì nàng lấy làm khó chịu không biết chừng nào. Thà là Phùng Xuân bắt tội nàng là gái đã có chồng mà lấy trai, mắng nhiếc chửi bới cho đến nước rồi bỏ đi, thì nàng bị xấu một lần rồi thôi, khỏi thẹn mặt cực lòng nữa. Chớ vợ thất tiết mà chàng giả đò không biết, con tập tàng mà chàng làm bộ không hay, cứ lần la đeo đuổi hoài, nàng đau đớn hổ thẹn thầm trong lòng luôn luôn thì vui vẻ sao cho được. Đêm nào cũng như đêm ấy, Tố Nga nằm một bên con, nước mắt tuôn dầm về. Nàng không biết liệu thế nào mà gỡ mối sầu cho được. Nàng muốn phiền trách mà biết phiền trách ai bây giờ. Đã biết Phùng Xuân ở với mình có nhiều việc không phải lắm, song nếu chồng không phải thì nói ra minh bạch cho chồng biết, rồi dứt mối can thường đi, chớ sao ấp ứ để trong lòng, chồng còn sờ sờ đó là đi lấy trai cho đến nỗi có thai có ngén. Đã biết Tại Trọng Quý nói với mình nhiều tiếng hữu tình hữu nghĩa, làm cho mình dình vàng giữ ngọc không được, nên mới gây nổi thảm ngày nay. Song phận đàn bà con gái phải lấy trinh tiết làm đầu, sao lại để tiện giá ô danh rồi bây giờ lại trở mà quán trách. Mình đừng có trách ai hết, mình phải trách mình mà thôi. Tại mình không có trí, lúc ở với chồng không biết làm cho chồng yêu, đặng khuyên giả dìu dắt chồng vào đường phải. Tại mình không có hạnh đối với đàn ông con trai, mình không giữ khích khao, nên Trọng Quý mới dám gấm ghé. Tại mình lẳng lơ, vừa thấy trai thì muốn liều, không suy đi xét lại. Tố Nga tự nhận lỗi rồi thì nàng lững đững lờ đờ như kẻ không hồn, như người thất chí. Cái thân hữu bại này kể chi là xấu tốt, còn biết đâu là hư nên. Mình tốt chi đây mà được phép chê người ta, dầu ai cho mấy nữa cũng không hư như mình vậy. Thôi cái kiếp khốn nạn này trời khiến thế nào thì phải xuôi theo thế ấy, để coi đến bao giờ mới trả sạch kiếp hồng nhan. Vì Tố Nga nghĩ như vậy nên nàng không tưởng tới Trọng Quý, mà Phùng Xuân đến nhà nàng cũng bớt e lệ thẹn thùa. Đến năm Chánh Tâm ở bên Tây được tú tài lần thứ nhất thì Phùng Xuân ở bên này làm việc chi quấy đó không biết, mà bị quan trên cách chức thông ngôn. Phùng Xuân không có chỗ nương dựa mà cũng không có thế làm ăn, chàng bèn chở một rương quần áo về ở đại với mẹ vợ. Tuy bà Tổng Hiền không ưa con rể, nhưng vì Tố Nga Kiện đã thất rồi mà nàng lại có con lòng vòng đó nữa, bởi vậy bà không nỡ, mà thiệt bà cũng không dám xua đuổi Phùng Xuân. Bà đánh liều để cho chàng ở tự do, miễn là chàng không làm nhọc lòng cho con bà thì bà không rầy rà chi hết. Phùng Xuân ở đó cứ mơn trớn với vợ, cứ theo giỡn hớp với con hoài. Cách năm bảy tháng, chàng thỏ thẻ nói với vợ rằng nhà nước đã làm đường từ Sài Gòn thông hành xuống mấy tỉnh dưới là Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh. Nếu có vốn sắm xe hơi cam nhông mà đưa hành khách thì ắt có lợi lớn. Chàng xúi vợ xin bà tổng vài chục ngàn đồng bạc để đặng chàng ra làm việc, chừng nào chàng làm ăn khá thì chàng sẽ trả vốn lại. Tố Nga tuy biết chồng lập kế mà giật của, song từ khi nàng có vết rồi thì mọi việc nàng đều xui xị, không cãi cọ, không tranh hơn thua với ai hết. Bởi vậy nàng nghe chồng suối xin tiền, nàng muốn cho xong việc, nên nàng gật đầu hứa rằng để thủng thẳng rồi nàng sẽ nói với mẹ. Trong vài ba bữa thì Phùng Xuân nhắc một lần, mà lần nào chàng nhắc thì nàng cũng ừ, song nàng không dám hở môi với mẹ việc ấy. Một bữa nọ Phùng Xuân làm giận, hăm vợ, nếu nàng không chịu nói thì chàng sẽ nói ngay với bà tổng, coi bà có chịu cho hay không, đặng chàng có tính việc khác. Tố Nga khóc mà nói dối với chồng rằng nàng đã có nói với mẹ rồi, song mẹ nhất định không chịu ra tiền. Phùng Xuân nghe vợ nói như vậy thì sắc mặt đầm đầm. Rồi trọn mấy ngày chàng không nói không cười, bữa nào chàng cũng đi tối ngày, coi bộ như chàng đang tính việc gì quan hệ lắm vậy. Ngài Chánh Tâm ở bên Tây đánh dây thép nói rằng chàng đã đậu tú tài kỳ nhì rồi, và chàng ở du lịch chơi chừng một tháng rồi chàng về, thì cả nhà cả thảy vui mừng. Tố Nga là người hết biết vui, mà mấy bữa ấy nàng cũng vui. Tối lại Phùng Xuân mới nói với vợ rằng chàng xin làm việc nhà băng đã được rồi, song ông chủ buộc chàng phải ra Bắc mà giúp việc ngánh ở Hà Nội. Chàng khuyên nàng phải sửa soạn hành lý đặng đi với chàng.
Tố Nga nghe nói chưng hửng, nhướng mắt nhìn chồng rồi đáp rằng: Thầy có đi thì đi một mình, chứ tôi theo sao được? Sao lại không được? Ai cản mình hay sao? Má già yếu quá, tôi đi xa rồi làm sao? Hừ, khéo lo dữ không? Tôi khuyên thầy đừng có đi. Như thầy muốn làm việc xin làm ở đây cũng được, cần gì phải đi xa? Muốn ta ở lại thì phải đưa 20.000 đồng bạc đây, chứ muốn ta ở đây mà không chịu lọt tiền bạc thì ta ở sao được? Tố Nga ngồi rưng rưng nước mắt. Nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: Tiền bạc của má chứ phải của tôi hay sao mà thầy trách tôi? Phùng Xuân trợn mắt đáp rằng: Của ai cũng vậy chứ. Muốn ở đây bình yên thì đưa bạc ra, đặng ta lập hãng xe hơi. Còn như tiếc tiền thì thôi đi, ở đây mà làm gì? Mình không chịu đi cũng được. Vợ chồng có hôn thơ hôn thú, có con có cái. Mình không đi, ta thưa với quan biện lý rồi ta kéo cổ chứ. Tôi đi tôi bỏ má sao đành? Hừ, tưởng má thương yêu gì hay sao mà bệnh rịnh? Phải thương thì giúp cho ta làm ăn. Khó lắm, tôi đi không được đâu. Khó cái gì? Sao mà khó? Nè, nói cho mà biết đừng có tưởng ta dại nha. Thằng này không phải đồ ngu đâu. Mình muốn ở lại một mình đặng kiếm thêm ít đứa con nữa phải không? Thằng này dễ lắm mà. Đẻ con cứ khai Lê Phùng Xuân là cha, có hại chi đâu mà sợ, nên không dám đẻ. Mình thiệt là đồ khốn nạn. Tố Nga lấy làm hổ thẹn nên ngồi gục mặt mà khóc, không dám ngó chồng. Phùng Xuân chắp tay sau đích đi qua đi lại, rồi cùng Hoàng nói hẳn rằng: Như mình muốn bình yên thì đưa 20.000 đồng bạc đây. Nếu không chịu đưa thì phải đi bắt với tôi. Tôi làm ơn nói trước cho mình biết. Hễ mình dùng dằn không chịu theo tôi thì tôi vào đơn nơi quan biện lý mà xin phép bắt mình. Tôi lại nói cái thói lăng chạ của mình cho má biết. Rồi tôi cũng mướn nhật báo phanh phui việc con ông tổng có chồng. Thằng chồng con sơ sơ đó mà dám lấy trai, đẻ ra một đứa con rồi khai tên họ của chồng là cha của đứa trẻ tập tàng ấy. Tôi làm như vậy đặng nêu gương tốt cho Lục Châu họ biết bắt chước. Thứ đồ hư tốt dữ, tháo trúc lộn chồng, tưởng về ở với mẹ làm sự chi, té ra đặng lấy trai. Tố Nga nhục nhã quá, nàng chịu không được nên cặp mắt ướt đầm, đưa tay mà khoác và nói rằng: Tôi lại thầy, xin thầy đừng có nói nhiều lời, thầy muốn đi đâu tôi cũng đi hết thảy. Phùng Xuân châu mày và gật đầu mà nói rằng: Không đi sao được, sửa soạn cho sẵn đi. Trong 3 tuần nữa hễ ngoài Hà Nội trả lời thì tôi đi liền đa. Nói trước cho mà biết. Thân phận của nàng Tố Nga lúc này thiệt là khổ. Mẹ đã già mà lại bệnh hoạn, nếu đi theo chồng thì bỏ mẹ sao đành, mà không theo thì không được, vì chồng này là chồng vô lương tâm. Hễ không theo nó thì ắt nó khai cái hư của mình ra, rồi phận mình mang nhơ nhuốc đã đành. Thảm cho mẹ mình vô can mà cũng bị lây tiếng xấu, chắc là mẹ mình buồn rầu phải chết gấp. Còn 1 tháng thằng em mình ở bên Tây gần về đây nữa, nếu để đổ bể nó hay được thì còn mặt mũi nào mà mình dám ngó nó. Bây giờ mình muốn vẹn toàn thì 20 đồng bạc mới êm, mà tiền đâu có mà thí cho nó. Khổ thiệt, khổ lắm. Có lẽ trong lúc này nếu Tố Nga viết thơ mà tỏ thiệp với Trọng Quý thì không biết chừng Trọng Quý ra 20 đồng bạc mà gỡ rối cho nàng. Lại nếu nàng buộc Phùng Xuân phải xuôi thuận mà phá hung thú, rồi nàng sẽ cho 20 đồng bạc, thì có lẽ Phùng Xuân cũng chịu. Ngặt vì đương bối rối, nàng không nhớ tới mấy kế ấy, nàng cứ nằm khóc thầm hoài. Thậm chí Cẩm Vân là em dâu nàng tin cậy mà nàng cũng không mượn tính giùm. Một đêm nọ lối 3 giờ khuya, Tố Nga thức dậy bước ra ngoài, thấy mẹ đưa ngồi trên ván và ăn trầu. Nàng lẩm bẩm một bên rồi và khóc và nói với mẹ rằng: Phùng Xuân suối nàng xin 20 đồng bạc đặng lập hãng xe hơi đưa hành khách, nàng không chịu xin, bây giờ chàng buộc nàng phải đi theo chàng ra Bắc mà làm việc. Bà tổng nghe con nói như vậy thì bà nổi giận, bà trợn mắt đáp rằng: Tiền đâu mà cho thứ quân đó, 1 đồng xu cũng không được, lựa mà tới 2 muôn. Khéo đèo bồng không. Xưa rày nó thấy tao lặng thinh để cho nó ở đó, nó tưởng đâu tao thương nó lắm đa ha. Thầy kệ nó muốn đi đâu nó đi, mày đi theo nó làm chi? Má không chịu cho tiền nó đi, mà hễ nó đi thì con phải đi theo, chứ con ở lại không được. Sao vậy? Sao mà ở lại không được? Theo luật hễ chồng ở đâu thì vợ phải theo ở đó. Con xin phá hôn thú không được, nếu con cứ ngạnh không chịu theo chồng thì nó thưa với quan biện lý bắt con,
thế thì con không theo nó sao được? Luật gì mà kỳ cục vậy? Tại luật như vậy biết làm sao bây giờ? Ê, đừng có nói nhiều chuyện à. Tao không cho mày đi đâu hết. Nó muốn đi thì nó đi, thì kệ nó. Không được đâu má. Nếu mà ngăn cản nó làm rầy rà đây càng thêm xấu hổ. Xấu hổ nổi gì mà sao mà xấu hổ? Tố Nga nói không được nữa nên cứ ngồi mà khóc. Bà Tổng thấy vậy mới nói rằng: mày có thương nó lắm mà thôi thì mày đi đâu, mày đi đi, tao không biết đến mày nữa. Bà nói dứt lời rồi đứng dậy đi vô phòng mà nằm. Tố Nga cứ ngồi mà khóc, không biết liệu lẽ nào cho khỏi mang tiếng nhơ nhuốc mà cũng khỏi mẹ giận. Qua ngày sau, Tố Nga theo năn nỉ mẹ đừng có buồn. Nàng nói dối rằng để cho nàng theo chồng ra Hà Nội một vài tháng, đặng nàng lập thế sinh để xong rồi thì nàng trở về liền. Chứ bây giờ nàng không có phép nào mà chống cự được. Tố Nga nói riết thì bà hết giận, xong bà buồn bực lắm. Cách vài ngày, bà Tổng sửa soạn đồ mà đi láng thé. Tố Nga với Cẩm Vân xin mẹ đừng có đi. Hai nàng theo nói rằng Chánh Tâm có lẽ đã xuống tàu rồi, mà Tố Nga có lẽ cũng đi Hà Nội. Vậy thì mẹ nên ở lại Sài Gòn đặng rước Chánh Tâm và đưa Tố Nga luôn thể. Bà Tổng lắc đầu nói rằng: tao ở không được, để cho con Tố Nga nó đi yên. Tao ở đây tao nổi giận chắc là phải sanh giặc. Như thằng Chánh Tâm nó có về tới thì nó chạy về dưới nó thăm tao cũng được. Bà Tổng dắt con Nên đi về láng thé. Bà đi bữa trước. Qua bữa sau, Phùng Xuân cho Tố Nga hay rằng có giấy của ông chủ hãng ngoài Hà Nội gửi vô, chịu cho chàng ăn lương mỗi tháng 80 đồng và dạy cho chàng trong 10 ngày nữa phải xuống tàu mà đi. Chàng thấy bà Tổng giận đã bỏ về láng thé rồi thì chàng biết không thể nào khảo tiền nữa được. Bởi vậy chàng lầm ngặt cứ theo hối thúc Tố Nga sửa soạn mà đi với chàng. Tố Nga không còn thương yêu, không có tình nghĩa gì với chồng nữa. Nhưng vì nàng giận lẫy một chút mà làm lỡ một cái quấy rất lớn rồi. Mấy năm nay nàng ăn năn đêm ngày mà cũng không nguôi ngoai được. Bởi vậy bây giờ nàng nghe chồng biểu đi thì nàng riêu riếu vâng lời. Một là nàng sợ nếu chống cự chi cho khỏi Phùng Xuân phanh phui việc xấu của nàng. Hai là nàng quyết đày đọa tấm thân đặng chuộc cái quấy của nàng làm ngày nọ, mà bây giờ dấu tích hãy còn sờ sờ trước mắt hoài đó. Tuy đi thì nàng chịu đi, xong tối lại nàng nằm xét thân phận thì nước mắt tuôn dầm về. Mạng số gì mà bạc bẽo đến thế này? Mình có sắc có hạnh, lại sanh trong nhà có tiền, mà sao trời đất lại khiến cho mình gặp một người chồng vô tình bất nghĩa như thế? Tại chồng mà mình chẳng biết chi là vui sướng, mà cũng tại chồng nên mình mới sủi tiếc ô danh. Cái thân vô phước này mình đem đầy đọa, cái danh thất trinh này mình đem vùi lấp thì đã đành. Thảm thay cho chút mẹ già, mình ra đi rồi khi ương yếu biết nhờ ai rót chén trà hâm siêu thuốc. Đã biết em ruột mình nay mai đây nó sẽ trở về, nhưng mà đàn ông con trai thường hay bơ thờ, có thế nào mà nó biết săn sóc mẹ cho bằng mình. Đã biết em dâu mình là gái hiền đức có ý tứ thì nó biết cung kính mẹ chồng, nhưng mà phận nàng dâu dầu có hiếu đi cho mấy đi nữa cũng không bằng con gái được. Tố Nga xét tới lời đó nàng đứt ruột nát gan. Nhưng vì sự bất đắc dĩ nàng không thể không đi được, nên nàng tính để đến ngày gần xuống tàu nàng sẽ tỏ tâm sự của nàng cho Cẩm Vân biết, rồi cậy em dâu ở nhà thay thế nuôi dưỡng săn sóc mẹ giùm cho nàng. Nàng lo cho phận mẹ rồi, nàng lại buồn cho nỗi con. Tuy Phùng Sanh là cái dấu tích ô danh sủ tiếc của nàng, song Phùng Sanh giống hệt Trọng Quý nên nó làm cho nàng quyết quên phước Trọng Quý mà khó nổi quên được. Tuy tại nó mà bây giờ nàng phải khổ thân thất chí như vậy, song nó là con của nàng banh da xẻ thịt mà đẻ nó ra đó, nên nàng coi như vàng như ngọc. Hôm nay nàng đi theo chồng mà con thế ấy, còn chồng như vậy biết liệu làm sao. Nàng suy nghĩ hết sức rồi nàng nói thầm trong trí rằng: Phùng Sanh là con của mình, hãy mình đi đâu thì nó theo đó, ai thương ghét mặt ai, miễn là mình bảo bọc cho nó thì đủ rồi, chừng nào mình chết rồi thì họ mới có thể hành hạ thân nó được. Tuy Tố Nga nghĩ như vậy, song nàng cũng không an lòng. Đã biết Phùng Sanh là con của nàng đẻ, nhưng mà nó là con của Trọng Quý. Bấy nay nàng ở đây chẳng nói làm chi, mà bây giờ nàng đem nó đi xa, có lẽ nên cho Trọng Quý hay mới phải. Mà cho hay rồi có ích gì? Đã mấy năm rồi nàng dứt tình Trọng Quý, không có thơ từ tin tức chi hết. Lửa lòng đã dập, còn khêu ngọn nữa mà làm chi? Tố Nga dụ dự cho đến vài bữa, rồi chẳng hiểu nàng nghĩ thế nào mà nàng lén viết một bức thơ gửi tú xuống Cần Thơ cho Trọng Quý.
cũng chẳng hiểu trong thơ nàng nói Trọng Quý những chuyện gì, mà cách 4 năm ngày sau, nhằm buổi sớm mơi, Phùng Xuân mắc đi chợ mua đồ, còn Cẩm Vân thì mắc săn sóc con trên lầu. Tố Nga nằm một mình giàu giàu trên bộ ván, thình lình có người bước vô cửa phát thơ. Tố Nga lờm cờm ngồi dậy lấy thơ, vừa xem ngoài bao thì biến sắc, rồi thủng thẳng xé bao ra mà đọc. Dầu không nói ra, ai cũng biết thơ ấy là thơ của Trọng Quý, mà chưa hiểu trong thơ nói những chuyện gì thì đã thấy Tố Nga chắc lưỡi lắc đầu, tay cầm bức thơ xăm xăm đi lên lầu, trên mặt hai hàng nước mắt nhễu giọt. Cẩm Vân ở trong phòng ngồi tại cái ghế để dựa cửa sổ, một tay thì ôm con trong lòng, còn một tay thì cầm lược nhỏ mà chải tóc cho nó. Chánh Hội đã được 5 tuổi rồi, đi giỏi quánh mà nói cũng đủ hết. Nó cầm tấm hình của cha nó mà coi, rồi ngước mặt lên hỏi mẹ nó rằng: "Má nói ba về mà sao lâu tới quá vậy má?" Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì Tố Nga ở ngoài xô cửa phòng bước vô, cầm cái khăn mu xoa chậm cặp mắt lia lịa, mà sao nước mắt cứ tuôn ra hoài. Cẩm Vân bồng con đứng dậy, mắt ngó chị trân trân và hỏi rằng: "Chị bằng lòng theo anh hai cũng phải lắm rồi, mà sao chị buồn rầu dữ vậy?" Tố Nga ngồi xè trên giường và lắc đầu đáp rằng: "Chị phải chết mới xong, cái thân chị không thể sống được nữa." Cẩm Vân nghe nói như vậy thì châu mày, rồi bồng con bước ra đứng trên đầu thang lầu, kêu con lại mà biểu bồng Chánh Hội xuống dưới chơi. Chừng nàng trở vô phòng, nàng thấy Tố Nga ngồi trên giường mà khóc sấm rứt, thì nàng khép kích cửa lại rồi ngồi một bên chị mà rằng: "Chị còn việc chi mà làm cho chị sầu não nữa hay sao? Đây nè, em coi đó thì biết." Tố Nga nói dứt lời, liền trao phong thơ nàng mới được hồi nãy đó cho Cẩm Vân. Cẩm Vân mở thơ mà coi thì thơ nói như vậy: "Xe cô hai", tức là cô hai yêu dấu. "Đã mấy năm nay rồi tôi mới được thơ của cô, mà tôi đọc thơ rồi thì tôi phiền cô lung lắm. Cô hai ơi, vì có lời cô dặn nên tôi phải vâng. Tôi không dám cho cô thấy mặt tôi nữa, nhưng mà tôi vẫn đã nói với cô rằng tôi sẵn sàng đứng một bên mà bảo hộ cho cô luôn luôn. Hễ ngày nào cô có việc chi nguy hiểm thì tôi sẽ ra tay mà nâng đỡ. Mấy năm nay cô vì tôi mà não lòng thẹn mặt, tại cớ nào mà cô không chịu thông tin cho tôi hay cho sớm, đặng tôi lập thế mà cứu cô liền. Cô cứ để ôm sầu ấp thảm một mình hoài như vậy. Tuy cô không nói rõ ra, song tôi đã biết chắc là tại cô sợ tiếng đời cười chê, nên bấy lâu nay cô co tay mà chịu thua chồng, rồi bây giờ cô quyết liều thân mà theo chồng nữa. Tôi xin phép cô cho tôi nói thiệt với cô rằng cô muốn vùi lấp thân của cô, mà tôi đây là người nặng tình cùng cô, tôi không đành để cho cô làm như vậy đâu. Không, không được. Tôi không chịu cho cô với thằng con của tôi gần người đó nữa. Tôi nhất định cứu vớt cô cho khỏi tay người chồng khốn nạn ấy. Dầu cô không cho tôi cũng làm. Tôi làm đùa, phải quấy không cần, ai chê cười mặt họ. Tôi biết ngày nào tàu chạy Bắc Kỳ rồi, ngày ấy sẽ có tôi đón ở tại cầu tàu mà bắt cô ở lại. Tôi thề quyết thà là tôi tán gia bại sản, thà là tôi bắn chết Phùng Xuân rồi tôi bị đày, chứ tôi không nỡ để cho đứa tiểu nhân nó đày đọa cái thân của người tôi thương yêu nữa. Bề nào tôi cũng cứu cô và cứu con tôi. Tôi cứu rồi, dầu cô có nghĩ tới tôi hay là cô không nghĩ tôi cũng cam chịu. Bổn phận tôi phải làm thì tôi làm. Thôi, từ giả cô, đợi ít bữa nữa sẽ gặp nhau. Trọng Quý ký thơ." Cẩm Vân đọc hết bức thơ rồi thì nàng biến sắc, liền vai lại hỏi chị Tố Nga rằng: "Cha chả, thầy nói hẳn hồi quá, em sợ thầy làm thiệt, vậy chị liệu làm sao bây giờ?" "Qua bây giờ như người không có hồn, qua không biết tính kế chi hết. Thôi, để qua chết phức cho em. Chị tính như vậy sao được? Qua vì vái danh dự nên qua phải bỏ mẹ, qua phải liều thân. Bây giờ Trọng Quý thấy thương qua mà thấy quyết làm cho qua phải mang tiếng một gái mà lấy hai chồng, thì qua còn sống mà làm chi nữa? Hễ xấu hổ thì qua phải chết. Thôi thà chết trước cho khỏi mang tiếng xấu với đời, để thầy Trọng Quý làm đổ bể ra rồi thì chết càng thêm nhục." Cẩm Vân ngồi chống tay lên trán mà suy nghĩ. Tố Nga khóc tấm tức tấm tưởi rồi nói nữa: "Qua xin gửi má với thằng Phùng Sanh lại cho em nuôi dưỡng giùm. Tâm sự của qua duy có một mình em biết thôi. Qua có chết rồi, xin em đừng hở môi cho ai biết mà xấu hổ tổ tông môn của qua." Cẩm Vân ngước mặt lên mà nói rằng: "Còn 4 năm bữa nữa tàu mới chạy,
Vậy em khuyên chị cự hẳn với anh hai, đừng chịu theo ảnh. Ảnh giỏi, anh làm gì thì làm phức cho rồi. Nó rầy rà ra đây thì chị mang xấu, bề gì cũng không giấu được. Thà là ở nhà đây, anh làm rầy nội nhà mình biết, chứ để ra cầu tàu thầy trọng quý căng cản ảnh làm rầy rà, thiên hạ biết hết. Vì sợ tiếng xấu nên mấy năm qua Qua sầu não đêm ngày ăn ngủ không được. Bây giờ có lẽ nào Qua lại bươi cái xấu của Qua ra hay sao? Thôi em đừng có tính kế chi hết, Qua xin em thay thế cho Qua mà nuôi dưỡng giùm má, săn sóc giùm con Qua. Tội Qua làm thì Qua phải chịu, thân Qua nếu sống thêm ngày nào thì khổ thêm ngày nấy chứ không vui sướng gì. Chị đừng có tính quấy như vậy, không nên đâu, chuyện gì phải chết. Xin chị cho phép em hỏi chị một điều này, tại sao mà chị chịu theo anh hai ra Bắc? Chị đi làm chi vậy? Không đi sao được, vợ chồng có hôn thơ hôn thú, nếu không đi thì nó thưa với tòa rồi nó bắt, mà nó lại nói bậy nói bạ càng thêm xấu hổ nữa. Mà cái xấu này chẳng phải là xấu một mình Qua mà thôi, nó làm rầy rà ra rồi xấu tới cha mẹ anh em nữa chứ. Có phải Qua muốn đi làm chi em? Vì Qua sợ xấu tông môn mình nên Qua mới liều thân Qua chứ. Cẩm Vân ngồi châu mày ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói rằng: Chị hai, em tính như vậy, để em thưa cho chị nghe coi có được hay không. Sáng mai chị nói với anh hai rồi chị mướn xe hơi về Trà Vinh mà thăm má. Nhân dịp ấy chị đi thẳng qua Cần Thơ, chị cắt nghĩa lợi hại cho thầy trọng quý nghe, đặng thầy đừng có rầy rà ngăn cản. Thầy là người học giỏi mà thầy lại kính trọng chị lắm, em chắc hễ chị nói thì thầy nghe lời. Làm như vậy thì chị đi mới êm, khỏi mang tiếng chi hết. Tố Ngà nghe mấy lời khuyên như vậy thì vừa ý, nên nàng gật đầu và đáp rằng: Em tính như vậy thì cũng được, Qua đã sẵn lòng muốn đi thăm má lắm. Cha chả mà gặp thầy trọng quý khó quá, Qua biết nói giống gì với thầy. Thôi em chịu khó đi giùm với Qua được không? Qua bây giờ hết hồn hết trí rồi, em đi với Qua, đặng chừng giáp mặt thầy em giúp lời nói tiếp với Qua. Chị muốn em đi theo thì em đi với, mình đem hết hai đứa nhỏ theo, mình về Trà Vinh thăm má trước rồi mình sẽ đi Cần Thơ. Hai nàng bàn tính tới đó, bỗng nghe chánh hội với Phùng Sanh la khóc ôm sờm ở tầng dưới, nên lật đật lau nước mắt rồi dắt tay nhau xuống lầu. Chương 11: Ráng công giúp chị. Chiều bữa ấy, cơm dọn xong rồi, Tố Nga, Cẩm Vân với Phùng Xuân ngồi lại bàn mà ăn. Tố Nga ôm ấp sầu não trong lòng nên lơ lơ lửng lửng, cứ ngồi chống đũa mà ngó chứ không ăn đặng. Cẩm Vân quyết thi kế nên nhân dịp ấy nàng mới rủ Tố Nga mướn xe hơi về Láng Thé thăm mẹ một bữa, rồi sẽ trở lên sửa soạn xuống tàu. Tố Nga chịu đi, Phùng Xuân thì không về kế sắp đặt, nhưng vì chàng sợ Tố Nga về Láng Thé rồi ở trẫn lại cho trễ tàu nên chàng cản trở không chịu cho đi. Tố Nga biến sắc nói rằng: Thầy ở với tôi khốn nạn lắm, thầy bắt tôi phải bỏ mẹ mà theo thầy. Bây giờ tôi về tôi lại mẹ tôi đặng tôi đi thì cũng không cho nữa hay sao? Phùng Xuân cười gằn mà nói rằng: Mình muốn đi thì mướn xe hơi mà đi, tôi cũng đi nữa, tôi đi theo đặng tôi giả tự má luôn thế. Cẩm Vân thấy kế đã hư rồi, nàng lấy làm bối rối nên ngó Tố Nga rồi buông đũa đi uống nước. Đêm ấy hai nàng to nhỏ bàn tính với nhau thế nào không biết, mà sáng bữa sau Tố Nga không chịu đi Láng Thé, lại biểu Cẩm Vân mướn xe hơi đi một mình xuống, năn nỉ rước giùm mẹ lên Sài Gòn, đặng cho mẹ con gặp nhau đôi bữa rồi nàng xuống tàu. Phùng Xuân thấy Tố Nga không đi thì chàng làm lơ, không tính tới chuyện đi từ giã mẹ vợ nữa. Cẩm Vân biểu thằng Điệu đi mướn một cái xe hơi đem lại, rồi nàng mặc áo xuyến đẹp, quần lãnh đen, đi giày nhung đen, đầu cũng choàn khăn màu đen, leo lên xe đi một mình để con ở tại nhà, mà cũng không đem vật chi hết. Xe chạy ra khỏi chợ lớn rồi nàng mới tính để đi thẳng xuống Cần Thơ mà nói giùm việc của Tố Nga cho xong, chừng trở về sẽ qua Trà Vinh mà rước mẹ. Nàng kêu shipper mà dặn đi Cần Thơ, rồi ngồi khoanh tay mà lo tính, coi chừng giáp mặt với trọng quý, phải nói thế nào cho chàng siêu lòng, đặng cứu danh dự cho chị chồng. Xe chạy thiệt mau mà gần một giờ mới tới Cần Thơ. Cẩm Vân vừa đói bụng nên biểu shipper kiếm nhà hàng mà ghé đặng cho nàng ăn cơm. Xe ghé ngay một tiệm bán cơm tây, Cẩm Vân vô ngồi rồi kêu Bồi biểu đem vài trứng gà với một tách sô-cô-la. Lúc thằng Bồi đem ra, nàng mới hỏi rằng: Thầy Lữ Trọng Quý mấy năm trước thầy buôn bán lúa, không biết nhà thầy ở đâu anh ha? Cô hỏi ông bác vật quý phải không?
Phải, thưa nhà ổng ở trên kia, ở giữa đường đi Bình Thủy. Ở đây lên đó xa hay gần? Gần mà. Xe kéo nó đi chừng một cắt rưỡi bạc. Mấy người kéo xe, họ biết nhà ổng không? Thưa biết hết. Cô muốn đi để rồi tôi kêu xe kéo cho, nhưng nó không biết thì tôi chỉ đường cho đi. Lúc ấy có một xe kéo đi vẫn dơ ngoài đường. Thằng Bồi quắt người kéo xe vô, rồi hỏi có biết nhà ông Bác Vật Quý hay không. Người kéo xe nói biết. Cẩm Dân bèn biểu ở chờ một lát đặng kéo nàng đi. Ăn uống xong rồi, Cẩm Dân bước ra dặn shopper đậu xe hơi tại đó mà chờ nàng. Rồi nàng lên xe kéo mà đi. Xe chạy lên đường Bình Thủy, khỏi Châu Thành chừng ít trăm thước, rồi ngừng ngay một cái nhà ngói lớn. Người kéo xe dây lại nói rằng: Thưa cô, nhà ông Bác Vật là nhà này đây. Cẩm Dân bước xuống xe đứng dòm vô, thì thấy ngôi nhà ở kinh dinh, chính giữa một tòa nhà lớn, bên tay mặt một lẫm lúa dài hơn mười mấy căn, vườn trồng cây trái thành mậu, phía trước sân trồng bông hoa ê hề. Dọc theo con đường lại có rào song sắt, rõ ràng là một cuộc ở của người đại phú. Nàng thấy cửa ngõ thì mở chàng quạt, mà nhà lớn cửa lại đóng bịch bùng. Nàng nghĩ trọng quý đi khỏi nên trong trí có hơi lo. Nàng lấy làm ái ngại, xong đã đến đây rồi, không lẽ còn dụ dự được, nên nàng sửa soạn khăn rồi thủng thẳng bước vô. Có một đứa con trai đứng trước cửa nhà bếp, ngó thấy Cẩm Dân vô sân không biết ai, nên trong mắt mà ngó. Cẩm Dân cũng ngó nó, rồi phăng phăng đi vô. Chừng lại gần nó, nàng bèn hỏi rằng: Phải nhà ông Bác Vật đây không? Thưa phải. Ông Bác Vật với bà Bác Vật có ở nhà không? Thưa ông tôi đi khỏi. Cô ở đâu xa lắm hay sao mà cô không biết? Ông tôi có một mình chứ có bà nào đâu. Tôi tưởng ông đã cưới vợ rồi chứ. Thưa không. Hồi ông tôi ở bên Tây về, ông tôi có cưới vợ rồi bà tôi mất. Từ mấy năm nay ông tôi không có cưới vợ khác. Ông Bác Vật đi khỏi mà anh có biết ông đi đâu? Ông có nói đi chừng nào về hay không anh? Thưa ông tôi đi vô trong chành lúa. Ông tôi nói chiều nay ông tôi về đặng đi Sài Gòn. Chành lúa ở đâu? Thưa ở đường vô Cái Răng. Xa hay là gần? Thưa gần. Ở chợ vô đó chừng vài cây số. Cẩm Dân đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng: Đường ở trong chành lúa đi xe hơi được không? Thưa được. Từ hồi năm ngoái đến nay ông tôi sắm xe hơi đặng ra vô chành lúa cho mau. Đây vô đó xe hơi chạy chừng 5-7 phút. Tôi có việc cần muốn nói với ông Bác Vật gấp bây giờ đây. Anh làm ơn ngồi xe kéo của tôi kia mà đi mời ông về, đặng cho tôi hỏi chuyện một chút được không? Mắt tôi không biết đường, chứ không thì tôi đi thẳng vô trỏng khỏi mất công anh. Thưa được. Vậy thì cô viết cho tôi ba chữ, tôi cầm vô cho ông tôi coi, đặng ông tôi liệu như về được thì ông tôi về. Thằng Bồi trai ấy kêu hai đứa nữa biểu mở cửa nhà trên, mời Cẩm Dân lên rồi chỉ bàn viết, mà xin nàng ngồi mà viết ít chữ cho nó cầm đi. Cẩm Dân lấy giấy viết mấy chữ như vậy: Tôi là Cẩm Dân, em dâu chị Tố Nga ở trên Sài Gòn, có việc gấp muốn tỏ với ông, vậy xin mời ông về cho tôi nói chuyện một chút, vì tôi không thể đợi lâu được. Cẩm Dân viết rồi trao cái giấy cho thằng Bồi. Nó mời nàng ngồi chơi rồi đội nón lên xe kéo mà đi. Cẩm Dân ngó cùng trong nhà thì thấy nhà cất theo kiểu Việt Nam. Ở trong có ba bàn thờ, song phía ngoài lại dọn bàn ghế theo cách Tây, mà chỗ nào cũng lau chùi quét tước sạch sẽ, không có một chút bụi. Nàng coi trong nhà rồi ra đứng giữa cửa mà xem bông hoa kiển vật. Cách chẳng bao lâu có một thằng Bồi ra mời nàng vô uống nước. Nàng vừa bước vô nhà thì nghe tiếng kèn xe hơi bóp vang rần, rồi kế ấy một cái xe quẹo vô cửa ngõ. Thằng Bồi đứng ngó ra và nói rằng: Xe ông tôi về. Cẩm Dân thấy một người mặc đồ tây cầm tay bánh, giữa bên có một tên trai ngồi, còn phía sau thì bỏ trống. Nàng nghi người cầm tay bánh đó là Trọng Quý, xong xe vô sân rồi chạy tuốt ra phía sau, nên nàng coi mặt không kịp. Nàng trở ra cửa đứng mà chờ. Trọng Quý đi giày cao su trắng, đầu đội nón trắng, mình mặc quần áo cũng trắng, mà áo sơ mi cổ lật, áo u que không ngại nút, ngừng xe rồi liền nhảy xuống, xăm xăm trở ra phía trước thềm. Chàng vừa thấy Cẩm Dân thì lột nón mà chào. Cẩm Dân liền đáp lễ và hỏi rằng: Bấm ông, phải ông là ông Bác Vật không? Thưa phải, xin mời cô vô nhà. Vì tôi có chuyện gấp nên tôi mới dám làm rộn ông, xin ông miễn phiền. Thưa, có chị rộn đâu, xin cô chớ ngại, mời cô vô. Cẩm Dân vô trước, Trọng Quý theo sau. Chàng mời nàng ngồi tại bộ ghế salon giữa, rồi kêu Bồi ôm sòm. Cẩm Dân liền nói rằng: Xin ông chớ nhọc lòng, tôi mới uống nước,
để tôi nói chuyện riêng với ông một chút rồi tôi về. Trọng Quý chau mày và ngó ngay Cẩm Vân mà hỏi rằng, cô xuống có một mình hay là có chị hai đi với cô? Thưa tôi đi có một mình. Cô hai có được thơ của tôi không? Thưa có. Được thơ mà sao không xuống? Nếu vậy thì cổ nhất định theo chồng của cô sao? Cẩm Vân chưa kịp mở chuyện mà nói, bị Trọng Quý giành nói trước. Mà chàng nói nghe chậm hẩm quá, bởi vậy nàng bối rối ngồi khựng lại đó, không biết làm sao mà trả lời cho xuôi. Trọng Quý rùng dài thò tay vào túi, móc gói thuốc ra, đốt một điếu mà hút, và nói tiếp rằng, tôi tức quá, tôi không hiểu cô hai ý muốn làm sao. Cổ gặp một người chồng làm cho cực lòng nhọc trí hết sức, cổ nói cổ không thương nữa. Không thương mà sao mấy năm nay còn để cho nó đeo đuổi theo làm chi? Rồi bây giờ nó bắt đi với nó, lại còn chịu đi theo nó nữa. Kỳ quá. Tôi kệ cô, chừng cô về làm ơn nói giùm lại với cô hai rằng tôi khiêng cổ xuống đây mà ở với tôi. Hay là cổ muốn tôi đi rước cổ thì cổ cho tôi biết ngày nào giờ nào, tôi sẽ đem xe đến đó mà rước cổ. Tôi hứa chắc rằng nếu cổ bằng lòng làm vợ chồng với tôi, hãy cổ bước chân về nhà tôi rồi, thì sự nghiệp của tôi đây là sự nghiệp của cổ, danh giá của cổ tức là danh giá của tôi. Tôi đủ sức bào chữa cho cổ, dù chồng cổ có nói tiếng chi, có làm dữ thế nào tôi chịu hết thảy cho. Cô nói giùm với cô hai, từ nay cho tới bữa tàu chạy, cổ xuống nhà tôi giờ nào cũng được hết thảy. Nếu cổ không nghe lời tôi thì bữa cổ xuống tàu sẽ có tôi đón tại cầu tàu mà bắt cổ lại. Trọng Quý càng nói thì môi càng tái, mặt càng xanh. Cẩm Vân đợi chàng nói dứt lời mới hỏi rằng, thưa ông, vậy chứ ông có thiệt lòng thương chị hai tôi không? Nếu tôi không thương thì tôi đã cưới vợ rồi, chứ có lý nào tôi ở như vậy mà chờ đợi cổ hoài cho đến 5 năm nay. Nếu ông thương thì ông phải xét giùm cho phận của chị hai tôi chứ. Ông thương mà ông làm cho chị hai tôi phải mang tiếng nhơ nhuốc, ông làm cho cả tông môn của chị hai tôi phải bị người ta khinh bỉ, thế thì ông báo hại chứ có phải thương đâu. Tôi làm việc gì mà nhơ nhuốc cô hai? Tôi làm sao mà báo hại cổ? Ông nghĩ đó mà coi, chị hai tôi vì ông mà phải thất trinh thất tiết với chồng, bao nhiêu đó đủ xấu hổ rồi. Dầu thiên hạ họ không hay, chứ anh hai tôi ảnh ngu dại gì mà ảnh không biết. Tại ông mà 5 năm nay chị hai sầu não thất thơ thất nghiệp như người mất hồn. Bây giờ chỉ muốn cứu danh giá cho tông môn, chỉ muốn đền bồi cái tội thất tiết của chị, nên chị nhất định bỏ mẹ lìa quê mà vùi lấp cái thân vô duyên vô phước của chị. Ông lại ngăn trở, ông muốn làm lỡ vỡ ra cho xấu chị, rồi xấu luôn tới cha mẹ chị em nữa. Ông làm như vậy không phải là báo hại hay sao? Chị hai tôi sai tôi xuống đây mà xin với ông, hãy thương giùm thân phận của chị. Dầu chị không còn danh giá chi nữa thì ông gìn giữ giùm danh giá cho tông môn của chị. Chị có nói rằng chị xét phận chỉ là gái thất tiết, không xứng đáng kết nghĩa 100 năm với ông. Vậy ông có thương nhau thì để kiếp khác sẽ gặp nhau. Chớ kiếp này nếu chị hai tôi bỏ chồng mà ở với ông, dầu ông không chê cười, chứ chị hai tôi cũng hổ thẹn với ông lắm. Trọng Quý đổ mồ hôi ướt áo ướt mặt, chàng lấy khăn mà lau rồi ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ. Cẩm Vân liếc mắt ngó chừng, xong nàng lặng thinh, có ý để coi chàng liệu lẽ nào. Cách một hồi Trọng Quý thở ra và nói rằng, cô hai cứ nói danh tiếc hoài, cũng vì danh tiếc mà 5 năm nay cổ ngậm thảm nuốt sầu, cũng vì danh tiếc mà 5 năm nay tôi đêm trong ngày đợi. Danh tiếc, người có tình thì kể chi là danh tiếc. Bây giờ tôi mới biết cô hai không có tình với tôi chút nào hết. Ông nói sao vậy? Tôi nói phải lắm chứ. Nếu thì cổ có tình với tôi, cổ mắc say sưa nổi tình thì cổ kể chi là chồng, cổ kể chi là danh giá. Tôi không dám phiền cổ, song tôi buồn cho phận tôi. Trọng Quý nói tới đó rồi chàng thở ra, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng. Hết tập 5, còn tiếp.